Chào mọi người, lại là mình đây nghe mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ review một sản phẩm mà mình đã mua trên Sen Đỏ nha mọi người. Cái này là giá là hình như nếu mình nhớ không nhầm là khoảng 30 mấy ngàn gì đó. Thì sau khi mình đã dùng hết các mã giảm giá cũng như là receipt thì cái này còn khoảng 20 mấy ngàn. Thì sản phẩm này nó có tên là túi nam simple, là màu xám nha mọi người, là dùng để đeo chéo nam á mọi người. Thì cái túi này là có khoảng giá mình nhớ là khoảng 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn gì đó. Mình đã dùng các mã receipt hết trơn rồi thì còn khoảng 20 mấy ngàn. Thì cái này do mình đã thanh toán rồi á đó, nên là nó có không đồng thôi chứ thực chất tới 20 mấy ngàn đó mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ mở cái túi này ra và review cho mọi người coi là cái bên trong nó có gì, nó có đúng như cái sản phẩm mình đã nhận không em. Thì cái này là shop này, shop của shop Home Kids nè mọi người đó. Rồi mình sẽ mở ra coi coi nha, còn dở thì mình sẽ chơi dở, còn tốt mình sẽ nó tốt nha mọi người đó. Thì cái này nó bao bằng một cái lớp giấy bên ngoài, trong cái túi á nó hơi sơ sài một chút xíu nhưng mà mong rằng bên trong sản phẩm sẽ tốt nha. Rồi mình sẽ bóc ra nha, bằng giấy mà nên nó dễ lắm đó, biết ngay mà cắt rách liền mọi người thấy không đó. Nhưng mà cái sản phẩm bên trong thì mình cũng mong là sẽ tốt. Thì đây là cái sản phẩm chính của mình, đây là cái túi đeo chéo nam ha mọi người. Thì cái túi này thì về kích cỡ á, thì nó khoảng 30 này nè, chỉ 30 20 30 gì đó. Còn cái bề dày này mình nghĩ chắc khoảng 66 cm ha, tức là bề rộng á, bề rộng cái túi để chứa đồ á khoảng 6 cm. Thì nó màu xám và có nó một cái dây chéo này, để em coi cái dây chéo nó ổn không. Cũng ổn ha, chất liệu vải thì mình thấy nó ổn nè đó, cũng chắc chắn, khá chắc chắn chứ không phải cùi như một số cái sản phẩm khác mà bị lủng đâu. Mình sợ bên trong nó bị lủng, để mình coi thử coi nó không có lủng nha mọi người. Rồi bên đây nó có túi bên trong, để coi bên trong nhiều khi nó có lọt, có ai để quên tiền trong đây không. Thường thường á mình mua những sản phẩm này, cái túi hay quần áo á là lục hết tất cả luôn. Nhiều khi người ta, mấy người mà người ta mai, nhiều khi ta để quên tiền trong đó. Không biết các bạn có thói quen đó, mình hay có kiểu gì á là kiểm đục túi thôi coi, nhiều khi người ta bỏ quên tiền đó rồi mình được hưởng luôn. Rồi ha, rồi mình thấy cái sản phẩm này cũng ổn rồi đó. Để coi mấy cái găng kéo này nó kéo như thế nào, có đúng chắc chắn không. Rồi ổn luôn, rất là ổn luôn. Mình sẽ đánh giá, mình thấy cái này là ổn nè, rất là ổn luôn. Mà giá thành cũng gọi là hợp lý chứ không phải là rẻ, gọi là hợp lý thì đúng chính xác hơn. Này khoảng 20 mấy ngàn thì hợp lý, thì ai có nhu cầu thì có thể mua. Mình sẽ đánh giá shop này 5 sao hay mọi người. Cái này thằng cu em mình mua á, nó mua để nó đi làm shipper á. Thằng cu mà hôm bữa mà ở trong video làm gì, làm cây thông Noel đó mọi người. Thì ai muốn nhìn mà thấy mặt của nó thì mọi người có thể vào xem mặt của nó ha, coi nó đẹp trai hay xấu trai ha mọi người. Rồi mình thấy này là rất là ok đó, rất đẹp luôn. Túi này đẹp, màu xám này rất là đẹp. Nó dùng để nó đi chạy shipper thôi chứ không có gì bỏ tiền vô đây. Giàu quá mà bỏ tiền vô đây phải mua túi bự này mới đựng tiền nổi. Rồi ha, rồi giờ mình đã review xong cái sản phẩm này rồi thì mình không có quảng cáo cho sản phẩm này hay cho shop này ha mọi người. Mình mua thì mình xài thôi, mình review lại cho mọi người biết là có nên mua hay không thôi, cho mọi người biết là sản phẩm này tốt hay dở thôi mọi người ha. Thì ai thích video của mình thì mọi người nhớ like giúp mình ha, còn ai thích kênh của mình mọi người nhớ subscribe kênh giúp mình ha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại.